Đồ gỗ Đức Hiền xin trân trọng gửi tới quý vị một siêu tác phẩm trong ngành đồ gỗ. Nhân dịp ngày hôm nay là cái ngày mà cũng chỉ còn nửa tháng nữa là tới Tết âm lịch 2016. Hôm nay là 23 tháng 1 năm 2016, ngày dương lịch, và chúng tôi quay bộ bàn ghế này. Chính thưa quý vị là bộ bàn ghế này là theo đơn đặt hàng của một khách hàng người Hải Phòng, anh đang công tác ở trên Hà Giang. Bộ ghế này là bộ chiến cúc hồng chỉ gỗ mun sọc, được chọn với cái thành phần là 100% là da báo. Có thể nói là trong cuộc đời làm thợ chúng tôi chưa từng bao giờ mà chọn lựa được một bộ bàn ghế có cái mật độ vân da báo dày đặc như thế này. Thì khi trước thì khách hàng có đặt tôi và anh có yêu cầu với một cái mức độ là chọn lựa đẹp nhất có thể được, và anh cho cái mức giá là khoảng từ 250 đến 300 triệu là tùy chúng tôi làm và tùy chúng tôi nhận xét thấy là nó đáng mức nào là chúng tôi tự nhận. Và tôi cũng cam kết với anh là nếu tôi làm lên mà anh không hài lòng, tôi vui vẻ trả lại tiền đặt cọc. Và khi đó tôi chỉ dám nhận tiền đặt của anh là 50 triệu mà thôi. Anh cứ muốn đưa nhiều thêm nhưng chúng tôi cũng không dám nhận. Và đến khi mà hoàn thành phần mộc xong, mới chụp khoảng hơn 10 bức ảnh gửi cho anh, thì lập tức là anh chuyển khoản gần như là đủ cho bộ này luôn. Nói như thế để quý vị hình dung thấy là cái sự tự giác của cả bên người đặt hàng và người làm hàng là như thế nào. Thưa quý vị, bộ này gồm có 10 thứ, là gồm có một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế đơn là 5, 1 chiếc bàn lớn là 6, 2 chiếc đôn trà là 8 và 2 chiếc đôn ngồi ở đây là 10. Và bộ này là bộ cột 12 với toàn bộ phần ván là dày 1,5 phân. Và các cái ván đều là liền, duy nhất ván mặt bàn là ghép đôi. Bắt đầu từ hai cái chi tiết nhỏ nhất là đôi đôn ngồi. Tiếp theo là đến 4 chiếc ghế. Thực ra là bộ này chúng tôi đã chụp khoảng 100 bức ảnh. Và khi đăng clip này chúng tôi sẽ, quý vị sẽ kích vào ở cái góc bên trái màn hình và sẽ ra một cái clip khác trưng bày đủ 100 bức ảnh luôn. Khắp các góc độ từ trên xuống dưới, từ tổng quan đến chi tiết, từ phần trên lưng đến mặt và đến phần chân, thậm chí là sau lưng như thế nào. Riêng cái bộ ghế này chúng tôi không cần phải giới thiệu nhiều. Bản thân cái phần vân của nó, hình da báo và ngựa vằn là đã đủ để giới thiệu cái đẳng cấp của một cái bộ chọn vân thượng hạng là như thế nào. Khi nhận được hình ảnh thì khách hàng rất hài lòng và anh có nói rằng là đêm nay không ngủ được vì không tưởng tượng là cái bộ nó lại đạt được như thế. Và anh là người gốc Hải Phòng nhưng mà anh công tác Hà Giang, và anh nhìn thấy những cái bộ vân như thế này, anh liên tưởng đến những cái thửa ruộng bậc thang nổi tiếng ở Tây Bắc. Xin quý vị cứ tiếp tục quan sát. Anh ơi, hàng thì xong rồi nhưng anh đang đợi một người nữa là anh chuyển cho em thôi. Chắc là độ xong rồi, chắc độ ngày kia thì chuyển cho em khoảng thế. Anh sẽ điện trước trong ngày. Rồi thì dự kiến thế, nhưng mà anh sẽ điện cho em nhá. Mì tì lì rồi, nhắt đẹp vô cùng rồi. Không phải suy nghĩ. Được rồi, anh biết rồi. Anh biết rồi, yên tâm. Nhá. Một khách hàng đang dục hàng nhưng mà lượng hàng của anh nó ít nên chúng tôi đợi kèm một khách khác nhé. Bây giờ tôi vừa quay xong chiếc ghế dài, bây giờ sang chiếc ghế đơn. Kính thưa quý vị, là cái bộ này thì tôi cũng định là không quay phim nữa vì dù sao cũng đã là bán rồi, nhưng mà với một cái tác phẩm mà trải qua bao nhiêu ngày tháng lựa chọn gỗ
mới được, cho nên là nghĩ không quay lại để lưu lại làm kỷ niệm cũng thấy là tiếc. Cho nên là đây là bộ này vẫn đang hoàn toàn trần mộc và mới đang làm nhẵn tất cả các cái lỗ thôi, còn bên ngoài là còn chưa đánh giáp một tí nào, vẫn còn nguyên các cái vết nạo. Bộ này thì tôi định không quay nhưng mà xét thấy không thể không lưu lại được. Và lại là trong khi mà chọn mua cái cơ số gỗ để làm bộ này thì chúng tôi cũng đã cùng đợt đấy đã đăng ký và mua thêm được cơ số gỗ để có thể làm được một bộ tiếp theo cùng đợt với bộ này. Chính vì thế khi quý vị mà ngắm mà ưng thấy bộ này thì tức là chúng tôi sẽ có tiếp tục một bộ thứ hai cũng coi như là giống hệt bộ này. Tất nhiên không phải là bộ này, bởi vì bộ này trong thời gian vào dịp Tết sẽ được chuyển về Hải Phòng cho cái khách hàng đang đặt hàng của chúng tôi. Nếu quý vị mà có ưng thì sẽ đặt để chúng tôi làm trong vào dịp năm mới. Và chúng tôi cũng cam kết giống như là chúng tôi đăng ký với khách hàng Hải Phòng là nếu lên và đạt yêu cầu tương tự như thế này thì khách hàng mới lấy, mà không đạt là không lấy, chúng tôi trả lại tiền đặt. Nói vui là làm ăn quân tử. Tôi lại đang có điện thoại. Những ngày cuối năm này thì điện thoại của Đỗ Đức Hiền rung lên liên tục, mong quý vị thông cảm. Alo Đức Hiền đấy ạ. Dạ, bộ đó của ta của mình 32 triệu anh ạ. Đang còn hai bộ mộc, còn cái bộ mà anh xem ở trên hình là đã bán rồi ạ. Vâng, bán về khu đô thị Sa La rồi ạ. Sa La Hà Nội. Vâng. À, vẫn tương tự thế. À, vâng, nó tương tự thôi. Còn thì bảo là giống tuyệt đối thì không, nhưng mà phải nói là cũng đẹp lắm, anh yên tâm. Còn hai bộ cơ mà, anh về chọn nhá. Vâng. Hai bộ vẫn đang để mộc, còn chưa kịp đánh. Đợi khách đăng ký thì phải đánh, còn mấy nay còn đang nợ nhiều hàng khác của khách quá. Vâng. Nếu mà anh định lấy thì nên về sớm anh nhá. Vâng. Một khách hàng lại vừa hỏi bộ vượt nho của ta Quảng Bình. Thực ra với những cái bộ vân đẹp kinh điển như thế này thì không còn gì để mà thuyết minh nữa. Tất cả những cái ngôn ngữ đều là thừa trước cái vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên. Và với cái vẻ đẹp như thế này thì nó đánh dấu một bước tiến mới trong cái sản phẩm của đồ gỗ Đức Hiền. Và tuy nhiên thì Đức Hiền lại gặp một cái khó khăn là biết bao nhiêu khách hàng thân quen từ trước đã dặn dò những cái bộ cực kỳ đẹp so với ngày trước nhưng mà lại không thể đẹp bằng bộ này. Các anh chắc chắn sẽ nhắn tin lại trên Facebook hoặc là gọi điện, có thể là trách kỹ sư Đức là tại sao trước đây đã bảo là làm bộ đỉnh cao lấy bao nhiêu thì anh trả, mà bây giờ lại không làm được, mà bây giờ đến tận bây giờ mới làm được cho khách Hải Phòng. Quả thật là Đức cũng không biết nói như thế nào, chỉ mong quý vị thật thông cảm là tất cả những gì thuộc về vân gỗ nó là tài nguyên và nó ở trong lòng cây gỗ và nó ngoài ý muốn. Còn không cứ Đức mà cứ bất kể ai là người sản xuất cũng đều mong muốn sản phẩm của mình là đẹp nhất trên thị trường. Tuy nhiên mong là một chuyện, còn sự thực có thực hiện được hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào cái tài nguyên, tức là cái đợt mua gỗ. Kể cả là có nhiều tiền để quyết định đặt mua cũng chưa chắc đã có. Và thực sự cái này chỉ có thể giải thích là cái duyên của người đặt. Đúng đợt mà Đức Hiền mua được những cái đợt gỗ đỉnh cao. Đấy, rồi vừa một cái khách phi qua mà thấy đẹp quá còn phải ngoái đầu nhìn lại.
Tôi xin nhắc lại, hôm nay là ngày 23 tháng 1 năm 2016. Còn 15 ngày nữa là đến Tết âm lịch. Alo, Đức Hiền đấy ạ. Đúng rồi, giá ở giá hoàn thiện đấy nha. Ở mộc thì bớt đi 1 triệu. Chuẩn luôn. Nhưng em lấy mộc hay lấy thành phẩm? Thôi được, lấy mộc em về đây tự chở, anh tính cho em 30 triệu. Coi như giá buôn. Ừ, thì em ở đâu? Ừ, em xuống đi nhá. Cứ xuống đã nhá. Chúng tôi thì trước đây đã từng làm được một số những cái bộ da báo rất là đẹp và điển hình, kể đến cái bộ đầu voi như ý mà chuyển cho bác Xuyên ở huyện Nam Sách ở tỉnh Hải Dương. Bộ đó cũng đạt được cái chất vân lơ lớ như thế này, cũng toàn diện như thế này, và con bộ cũng da báo rất là đẹp. Từ cách đây vài năm là về nhà anh Dư Tuấn Đạt ở đường Đông Kim Ngưu, bộ cột 10, 6 thứ. Còn cái bộ quy mô cỡ lớn và được như này thì đây là bộ đầu tiên. Và đúng như cái phương châm của chúng tôi, khi đã làm hàng đỉnh cao thì ngoài cái chức năng để ngồi ra thì bản thân cái bộ ghế này chính là một tác phẩm nghệ thuật. Để khi quý vị dùng sau này còn có thể nhìn ngắm mãi, không bao giờ chán cái vẻ đẹp nó bền vững mãi với thời gian. Và nếu quý vị hay quan sát cái các sản phẩm gỗ mun của Đức Hiền thì quý vị cũng biết là Đức Hiền luôn tuyên bố cái tiêu chí chất lượng của Đức Hiền là thứ nhất là 100% là gỗ mun, thứ hai là tuyệt đối là không vẽ vân, và Đức Hiền sẽ làm nhẵn và dao mộc chứ không sơn si vét ni, không làm gì hết. Và trong quá trình sử dụng, nếu mà cái vân nó quá đẹp thế này, quý vị có nghi ngờ cái điểm gì thì chúng ta cứ lấy dao cạo thẳng ra luôn. Nếu như có chỗ nào là vẽ vân nhân tạo thì Đức Hiền xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái bộ này chúng tôi đang quay ở phía trước tầng 1 khu A của chúng tôi, và bên kia chính là khu B của thành phố Đức Hiền. Bên này là khu A đây. Khu A chúng tôi là 6 tầng, mỗi tầng 200 m², nằm ở làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và quý vị, xin quý vị bớt chút thời gian truy cập vào đồ gỗ đức hiền.com để xem hàng ngàn sản phẩm của chúng tôi, và có thể gọi điện thoại trực tiếp đến kỹ sư Đức số 0984 666 999, hoặc gửi các cái tin nhắn vào Zalo hoặc Viber với số điện thoại 0967 666 111. Cái máy này nó máy smartphone nó nặng nên tôi thường để trên bàn chứ không để bên người, cho nên xin quý vị chỉ gửi tin nhắn thôi, không gọi điện vào số này. Thực ra là khi quay bộ này thì cũng không muốn được, bởi vì là không những mặt trước đã đẹp mà đến cái mặt sau của nó cũng đẹp kinh điển, từ trên xuống dưới, thậm chí từ gót chân trở lên đều tuyệt đẹp thế này, cho nên không nỡ mà dừng máy. Nhưng mà cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải dừng. Và cái bộ ghế hoa hậu này, cái phần giới thiệu nó cũng đã là vừa đủ, bởi vì nếu giới thiệu nhiều quá thì cũng không còn gì để khám phá nữa, cho nên là chúng tôi xin phép
toàn thể quý vị là chúng tôi sẽ tạm dừng ở đây trước khi dừng lời. Năm mới đã sắp đến rồi, Thiền xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng chục ngàn quý khách trong hơn 20 năm qua đã ủng hộ đồ gỗ Đức Hiền. Đức Hiền xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đức Hiền lại đang có điện thoại rồi. Alo.